Em tôi tiến xin chào quý anh chị nhé. Đây quy trình em sẽ bắt gom quân và tướng nhé, ông chú ạ, ông mật ạ, tại trên mái nhà đấy các bạn này, tự nhiên nhé các bạn nhé. Mật về đang lấy rồi đây, quy trình đang gom quân và tìm chú các bạn nhé. Xin quý anh chị xem và ủng hộ ạ. Tính ra này. Đang tìm, đang phải đốt hương các bạn nhé, đang đốt hương để tìm con chú say mật đấy. Được nít không biết hả? Được nít không em băng? Được nít không? Cái đó thì vắt ra thôi đó, tí nó vắt ra đi không, cái đó để xem tí một một cái bánh nào để anh Trường cấy cho mà bỏ quân, xem bỏ con đó, có con đó. Giờ đang đốt để xem con Ê, đừng có, chú đó. đừng có lồn láo trong cái số đấy nha, đừng có lồn láo Đừng trong lộn cái não số nhanh đấy, nản nhá, để đó tí xem cái nào để làm câu á. để đi Ờ đừng đừng lộn. đừng lồn láo, đừng vây vá trong cái để hôm mình làm. Để mình tí nằm cầu riêng cho nó. Anh Trường cầm cho nó mấy cái sáp á. Tôi nói rồi. Làm mơ, cái chập không nó bỏ luôn chứ. Thì sáp bỏ làm nó cứng, mình xiên dán nó cứng hơn. Cái chập không nó bỏ luôn. Cái món ở đó mày bỏ luôn. Chỗ cái bữa tao mình trong tân chứ đang chứ nó. Thì đó bị một bánh rồi, tôi nhìn một bánh nhỏ nhỏ thôi. Nó đang đuổi quân xem thử sao. Phạm bằng đang nhìn thấy quân, đang nhìn chưa nhìn thấy tướng. Quân ít, quân nhìn vậy nó quân khoảng được một chắc một bát ô tô thôi. Không nhiều đâu. Đây cách đang chuẩn bị tìm tướng để gom quân các bạn nhé. Quan trọng là con được con tướng thì nó dễ hơn ạ. Ông đang bay vào vò như quý chị đã thấy thì ông đang bay vào mặt em ạ. Nắm nó tầm mỏi rồi. Nóng rồi. Ngói 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 chưa dở ra anh dở rồi. À thế à? Thế thôi đi, nó coi tướng bỏ rọ đi anh Trương. Đứng cái chuyển cho mũi ra đây để tí nó gom quân anh băng, đã ra rồi. Đã xuống rồi. Nhìn thấy tướng chưa? Hả? Chưa. À anh cáp trong viên ngói à. Đó, ông giờ đang loạn xạ nó bay các bạn nhé. Em đang ngồi phải ngồi im thiếp đấy các bạn này, chứ đụng đậy nhiều là nhiều lúc nó chích cho phát đấy. Mình làm gì chắc ăn trước mắt mình phải bảo vệ cái mặt các bạn nhé. Em thì đang công việc nhiều lúc phải review vẻ ong cho các bạn đây, nhiều lúc chích vào mấy hôm đi các anh em đi uống giao lưu đi nhậu mới đi nhận công việc anh em người ta cười. Ong chích thì họ biết khẩn nó khác các bạn nhé, mà bị đánh đập nó khác không phải. Dầu bay kiếp. Bây giờ thấy chưa? Đó, còn một số quân trong nữa anh chưa? Mình giúp trong cái ghế. Như quý anh chị thấy thì nhiều lúc phải gồng mình quay giữa đám ong các bạn này. Đang ở viên ngói, nghi ở viên ngói tướng ở đó. Đó, ong nghi ở viên ngói đấy các bạn nhé. Có giỏ rồi, có miến chưa, có chuối rồi, có chuối rồi, có chuối ngon nhá anh Noãn, có chuối rồi, bắt chuối rồi. Một người nên đưa cái mũ cho lão tí nó ngon quân, đưa cái mũ bảo hiểm, mũ mũ cối á, có tướng rồi thôi. Với tìm cho cái bìa 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 giấy á, bìa giấy để nhét giữ con chúa chúa lại, cái vỏ thuốc á, xé vỏ thuốc được, đưa cho Noãn đưa lên luôn để nó nhốt con chúa đó. Đó là một xẻo miếng thôi, xẻo miếng mà nhỏ thôi. Đó, đó, đó. À, không cần thôi, nó có bề thuốc thì thôi. Đây, mũ cối đi thôi. Hình như mũ cối để trên này thôi.
Không, để treo chúa vào đó là ong nó vô cái mũ đó. Tìm cái con chúa là ong nó đảm bảo nó các bạn nhé. Đấy con chúa đấy. Để dưới vào máy em đấy. Tí là nhìn xuống dưới nhìn chúa nó gì to hơn. Mũ đây nhoản đưa lên thôi. Rồi quy trình đã gom, bọn em đã gom gần ok các bạn nhé, con chúa đấy. Đó con chúa đang bắt được vua rồi. Tao biết chỗ nó mà tao ngồi đấy. Á đồng mà hai con chúa bậy. Không có nó được. Hai chúa à? Á đồng mà hai con chúa. Để yên nó bắt nữa. Con chúa nó tay đất. Anh nhoản cái để yên nó. Cầm mũ cho não thế. Bắt tao được, để yên nhá. Hả? Đủ mà hai con chúa ấy. Hai con chúa nó tách đàn, sẽ lại tách đàn tiếp. Con bay đó con chú non. Cầm như não mũ thế. Nó chạy. Ờ. Nhất của hai con chú đấy. Thì nó chưa tách được, nó muốn tách nhưng mà một ổ hai chú. Con này đi là tách đó. Ờ. Con nó nhắm. Thằng dâm. Một con đấy rồi. Một con to hơn là biết thôi. Đó, đồ ơi, hai con chú hết chiều tí. Chú cũng không mấy. Hai con chú đắp kim mấy con mũ thôi. Hay bánh rơi xuống, cái mũ nó bánh rơi xuống. Bánh rơi là hơn mai rồi. Mà cái mũ chú ở đó, cái mũ chú nằm đó. Nó đi chứ, hai chú nó tách đàn nó đi. Theo con nó đi, để mà quay về đây, con chủ nó quay về đây là con, thằng theo về một con chủ nó quay về là thằng phải đúng đấy, không quay nữa. Anh móc vào chú đi, vào mũ đi. Con chủ nó thằng bởi ra, bởi tập bay rồi. Con chú ta này. Chú ta rồi, bắt chú non ngon hơn, chú non đẻ khỏe hơn. Con chú ta đấy. Không, cho xem. Bỏ vào đây. Như quý chị đã thấy số lượng ong nó bay khủng khiếp chưa? Dưới mũ đấy đang bu ông ngói nhé. Tí nó lên bẻ cái nhãn nó đuổi đi hết vào mũ bây giờ. Ổ này hai anh chúa các bạn nhé. Hai chú là sẽ tách bây giờ. Hai chú là tách nhanh nhỏ nè. Thế ổ đã ít rồi. Tên đi à? Dưới đó. Hay là con chúa nó bay vô mà không được cái rồ nữa chứ. Không được cái rồ chứ mấy. Không, phải nhốt chú riêng nữa. Bắt được cái rồ của viên đấy đấy. Rõ mô. Mô. Lấy rõ đây. Lấy đây. Anh bằng tháo rõ vất lên đây để xem có chúa gom luôn. Để riêng ra. Riêng bỏ không đi. Em đã bắt được con chúa rồi các bạn nhé. Rồi một số ong đang bay ở cái máy đây các bạn. Nó lở mẹ rồi nhỉ. Hả? Nó lở rồi, anh không nhìn thấy khả năng lở rồi cái tụi mũ chúa. Rõ kìa. Ong nó đứng thì chúng ta cứ ngồi yên nhé. Chưa với 11 con đang tìm. Giờ đang mang bay loạn xạ nhiều cái này sao biết được. Để chút nó mới yên ổn được. Hai chúa giờ phải dự sự bắt được chú non được thì giết con chú già đi. Vì ổ này quân ít thì xong hai ổ. Con bắt được trong thì là con chú già này. Con chú già là đẻ kém đẻ yếu, mình lấy chú non để đẻ phát triển đàn ông nó đỡ hơn. Nhưng mà chắc ăn hơn là con chú già là chắc ăn hơn. Biết rồi, chú non sợ nó đi thụ tinh nó chết thì mình biết con nó nở mấy ngày đâu mà biết. Bỏ con chú già con đang ăn hơn con chú non. Đang bay nó cái nhãn kìa, hay là con chú nằm ở đó anh chưa? Hả? Sao con chú non nó bay về nó nằm ấy nó chia đồ không? Chú bay theo con chú non nữa. Đó sợ vậy á. Đâu? Mô. Lấy đuôi ngõi mà. Vậy là chú ở đó, hả? Khả năng nghi chú ở đó. Nhiều chưa? Con nhiều chưa? Anh chưa? Con này hẳn cả ngoài đó. Để ý cái nhãn, như tôi nhìn nó bay vòng quanh cái nhãn á.
Sẽ đấu một đó thôi. Anh mấy anh em ngồi dưới nhìn xem mà cây nhãn nào quân đu đông ấy, là chúa con chúa nằm ở đó luôn đấy. Thế nó bay cái ngọn cây nhãn nhiều đấy. Đấy đúng, thiếu không? Đừng đói không? Năm nay nó được không? Bay một con đang bay trước mặt em sợ. Được một chỗ là ngon nữa, chứ hai chỗ này cái con bay theo con nữa. Trăng ở nùng cây này, trên ngọn cây nhãn này thấy nhiều, không biết là chưa được thế nào nữa. Nó đang bị hoảng loạn nhé, các bạn nhé. Vì bọn em đang đốt hương này. Để tỉ nữa sẽ mua đây. Nó vô một ít rồi nó vô, nhưng mà nhiều lúc nó vẫn chia ra. Sợ cho chúa kia nó phải chia làm hai đàn ra mà. Như vậy là bọn em đã gọi đang gom quân vào mũ rồi các bạn nhé. Em sẽ làm cái một cái video khác để quý anh chị xem và ủng hộ kênh của Tony nhé. Em đang ngồi đây cùng mình giữa đám ong đây các bạn này. Cuối video em Tony Tiến xin phép dừng ở đây ạ. Xin quý anh chị xem và nhớ tặng em Tony Tiến một like và bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được nhé. Quang cảnh đã gom chúa, đã rót giọt chúa vào cái mũ rồi các bạn này. Mũ bảo hiểm của em đã nhốt vào đó rồi, đang gom quân nhé. Đang bị toán loạn vì hai chúa đang phải chờ đợi, trong khi chờ đợi một cái con chú non kia nó ở đâu nữa quý chị nhé. Một con chú non chú già em đang gom. Rồi em sẽ làm một video tiếp theo nhé quý chị nhé. Xin quý anh chị hãy bấm một nút chuông kênh của Tony Tiến để người đầu tiên nhận được video nhé.